Hello, hello, hello. What's up, everyone? Welcome back to another video. And in today's video, I'm gonna talk about IELTS speaking part 2. And the topic for today's video is describe a special toy you had in your childhood, which is a new topic in the first quarter of this year, which also means that there's a great chance that you will be given this topic when you're sitting in the test room. So it's better to be prepared.All right, enough talking, and let's get down to business. Okay, to make sure that you can understand my points correctly, I'm gonna speak Vietnamese. All right, thì cái chủ đề ngày hôm nay đó là describe a special toy you had in your childhood. Thì đầu tiên, mình cùng tham khảo xem cái một số cái gợi ý, những cái cues từ cái chủ đề này. Đó là you should say what it was, who gave it to you,what it looked like, and explain why it was a special toy for you. Rồi, một cái điều mà các bạn cần lưu ý trước tiên đó là các bạn không bắt buộc là phải theo cái cues này ha. Các bạn không bắt buộc phải theo những cái cues này. Miễn là cái bài nói của các bạn á, nó hợp lý, nó tự nhiên và cái ideas của bạn phát triển một cách nó logic ha, thì ok. Ha, mình không có bắt buộc là phải theo cái cues này, mình có thể tự tạo ra những cái cues cho riêng mình ha.Right, thì một cái điều mà trước tiên mình cùng xem cái phần leading, đó là phần dẫn vào. Thì một số bạn á, thì cố gắng sáng tạo với cái phần này, các bạn dùng những cái cấu trúc rất là nâng cao, rất là lạ để dẫn vào. Bởi vì các bạn nghĩ là những cái câu như là I'm gonna talk about hoặc là I wanna tell you about nó khá là thông dụng và ai cũng dùng, thì các bạn muốn có một cái sự khác biệt thì các bạn cố gắng dùng những cấu trúc lạ, cấu trúc nâng cao mình ở trên mạng hay ở đâu đó ha. Thì theo quan điểm của mình á, thì đó là một cái điều không tốt. Nếu như trình độ của bạn á, là trình độ nâng cao, bạn là học sinh nâng cao ha, cái phát âm, cái ngữ điệu, cái từ vựng, cái ngữ pháp, tất cả mọi thứ bạn đều control rất là ổn á, thì không sao, nó sẽ rất là tự nhiên. Nhưng mà đa phần các bạn học IELTS á, là trình độ của các bạn ở mức trung bình khá hoặc là khá, thì những cái tiêu chí đánh giá của IELTS speaking các bạn chưa kiểm soát được tốt hết á, thì nếu như bạn dùng những cấu trúc lạ như vậy ha, thì nó sẽ bị một cái tác hại, đó là nó dễ làm cho examiner, là người chấm bài cho các bạn á, thấy là bạn đang học thuộc lòng cái câu đó từ đâu đó, hoặc là bạn đã chuẩn bị trước cái bài nói, chứ không phải là bạn đang cố gắng để show cái trình độ tiếng Anh của mình ra, thì nó sẽ có tác dụng không có tốt. Và nó sẽ dễ làm cho examiner nghĩ là mình học thuộc lòng. Và khi mà người ta đã nghĩ là mình học thuộc lòng á, thì người ta sẽ dễ cho cái bên điểm của mình xuống dưới 6. Thì đó là một điều rất là nguy hiểm nha. Cho nên thành ra là gì? Mình cứ bắt đầu một cách đơn giản thôi, không cần phải phức tạp. So keep it simple, don't makeit become really complicated. Keep it simple. Giữ nó đơn giản ha. Đó, mà chỉ cần nói là I'm gonna talk about và mình trả lời cái chủ đề là được. Thực tế thì gần đây mình có thi IELTS thì mình cũng dùng I'm gonna talk about và vẫn được 8 như thường. Cho nên thành ra các bạn không có cần phải quá lo về cái chuyện đó. Ok. Rồi, phần leading mình sẽ nói là I'm gonna talk about. Rồi, một cái cách bắt đầu nữa mà mình thấy cũng nhiều người hay mắc phải, đó là I'm gonna talk about, sao bạn lặp lại y chang cái chủ đề mà người ta cho luôn. Ví dụ chủ đề là describe a special toy, và cho nên I'm gonna talk about a special toy I had in my childhood. Thì cái việc mà bạn lặp lại cái chủ đề y chang như vậy nó không có tác dụng gì nhiều hết ha. Thì một cách hay hơn đó là mình sẽ đi thẳng vào trả lời câu hỏi luôn, đó là I'm gonna talk about, xong mình cái a special toy mình sẽ thay bằng cái tên của a special toy đó luôn. Sau đây mình dùng cái mệnh đề quan hệ, một chủ điểm ngữ pháp nâng cao ha, để mình paraphrase cái chủ đề lại, thì điều đó sẽ tốt hơn nhiều. I'm gonna talk about, trả lời cái chủ đề a special toy đó là cái gì. Xong rồi, which was a toy that I really loved when I was a little boy. Đấy, thì mình sẽ paraphrase cái đề lại. A special toy có nghĩa là a toy that I really loved, and in your childhood có nghĩa là when I was a little boy. Ok. Rồi, thì khi mình có cách dẫn vào rồi, thì một cái điều mà rất là nhiều bạn khi mà đến với part 2 của IELTS mình hay bị struggle, mình hay chật vật với nó, đó là làm sao để có ideas. Thì một cái tip, một cái mẹo mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là các bạn hãy sử dụng cái bộ câu hỏi WH questions. Thì WH questions là gì? Những cái câu hỏi để khai thác thông tin như là what, who, when,
why, how, đó là những câu hỏi WH questions. Thì các bạn cứ liệt kê ra hết tất cả những câu hỏi đó, đó. Và đối chiếu với cái bài để tìm xem câu hỏi nào là phù hợp với cái bài của mình đó, mình xong mình triển khai những cái ideas càng cụ thể càng tốt đó. Mình triển khai nó càng chi tiết càng cụ thể càng tốt. Ví dụ như bạn when, sao bạn hỏi why, khi nào thì tại sao là thời điểm đó, where, tại sao là chỗ đó, who, tại sao là người đó. Ở đây mình có được càng nhiều ideas càng tốt. Sau đó mình sẽ gì chắt lọc và mình sẽ sắp xếp lại cái thứ tự ideas của mình cho nó phù hợp. Thì đó là một cái mẹo mình muốn chia sẻ với các bạn để có thể tìm ra có thêm ideas cho part 2. Rồi thì đây mình có chuẩn bị sẵn một số cái câu hỏi mình đã làm cho chủ đề này, các bạn có thể tham khảo. Đầu tiên là what was it, tức là trả lời cái chủ đề luôn ha. A special toy này là cái gì? When did you get it? Mình nhận được cái món quà này, cái toy này khi nào? Who gave it to you? Đó, cái phần này mình mượn từ cái cue của cái đề cho sẵn ha. What did it look like? How did you feel when you got it? And do you still keep it now? Đó, đây là cái cues riêng của mình. Mình không có theo cái cues từ cái gợi ý từ cái chủ đề 100% ha. Mình tạo ra cái phần nội dung cái bài nói cho riêng của mình, miễn là nó không có off topic, nó không có bị lạc đề là ok. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đi qua cái phần model answer. Mình sẽ phân tích từng câu một ha, cũng như là xem các cái từ vựng đồ. Rồi, đây là những cái tiêu chí chấm điểm cho IELTS speaking part IELTS speaking chung ha. Đầu tiên là fluency and coherence, sẽ là độ lưu loát và sự liền mạch, tức là mình nói có trôi chảy hay không, có vấp hay không, và cái phần nói của mình nghe nó có hợp lý hay không. Grammatical range and accuracy, nghĩa là cái số lượng cấu trúc ngữ pháp mình dùng được, cũng như là cái độ chính xác khi mình dùng nó. Lexical resource, hay còn gọi là vocabulary, cái từ vựng mà bạn dùng cho cái bài nói ha. Và tiêu chí cuối cùng sẽ là pronunciation. Nhưng mà vì đây là bài viết, mình không có đánh giá cái tiêu chí đó, nên mình sẽ chỉ để 3 tiêu chí mình có thể liệt kê được ở trong cái phần viết ở đây ha. Rồi, lead in, what was it? Mình sẽ trả lời câu hỏi what was it. I'm gonna talk about my old remote control car, which was a toy that I really loved when I was a little boy. Rồi, thì cái phần a special toy mình sẽ thay là my old remote control car, cái xe điều khiển từ xa ha. A special toy đây, a toy which was a toy that I really loved when I was a little boy. Bạn thấy đây là mình dùng ngay cái mệnh đề quan hệ luôn. Đây là một tính chất ngữ pháp nâng cao. Đó, thì nếu bạn có thể dùng liền ngay câu đầu tiên thì rất là tốt. Rồi sau đó mình paraphrase cái đề lại. In your childhood là when I was a little boy. Thật ra thì in your childhood có rất là nhiều cách để bạn có thể paraphrase. Ví dụ như when I was a child, when I was a kid, when I was younger, hoặc là when I was a little boy or when I was a little girl. Đó là những cách để paraphrase ha. Thì ở đây mình sẽ dùng là when I was a little boy. Rồi, câu tiếp theo, when did you get it? Rồi, thì mình nhận được khi nào? Mình sẽ dẫn từ từ ha. I remember in my childhood. À, đây là một cái lỗi typo mình đánh lộn ha. Thì my childhood nó sẽ dính vào nhau ha. I remember in my childhood, I didn't have as many toys as other kids in my neighborhood, mainly because my father passed away when I was 5 and my mom had to take care of me and my older brother on her own. With the salary of a primary school teacher in a small town, of course, she couldn't afford to buy me as many toys as I wanted. However, when I turned 10, she bought me a surprise gift for my birthday and it was a toy car. Đó là khi nào mình nhận được. Rồi, thì ở đây mình có một cái cấu trúc ngữ pháp nâng cao là I didn't have as many toys as other kids. Thì đây là cấu trúc ngữ pháp so sánh bằng, được chưa? Phủ định của so sánh bằng. Đó, thì mình đa dạng cái ngữ pháp của mình ở đây thì nó sẽ tốt hơn ha. Mainly because, một cái từ để nói ha. Ví dụ thay vì nói because all the time, các bạn có thể dùng mainly because, chủ yếu là bởi vì, partly because, một phần là bởi vì, probably because, có thể là bởi vì, để cho nó đa dạng hơn. Rồi, passed away. Passed away là một cái phrasal verb để nói giảm, nói tránh, làm nhẹ lại cái cho chữ die. Không, chữ die thì là chết, thì chữ passed away nó sẽ làm nhẹ, làm giảm lại ha, cái mức độ nó thành là mất. Passed away, lưu ý cái phát âm ha. Passed away khi mà nó ở dạng quá khứ thì mình sẽ đọc là đọc nói thành passed away. Passed away, chữ T ha, passed away.
My father passed away. Again. Right. Take care of me. Right. When I was 5 and my mom had to take care of me. Là bố tôi mất khi tôi 5 tuổi và mẹ tôi phải take care of. Đó là một cái collocation, có nghĩa là chăm sóc. Là take care of someone or take care of something. Cái nào cũng được ha. Là mẹ tôi phải chăm sóc tôi và anh trai của tôi on her own. On her own có nghĩa là một mình. Đó chưa? Cô ấy phải chăm sóc tôi và anh trai tôi một mình. Ví dụ như là alone hoặc là by herself cũng được ha. Rồi lưu ý cái phát âm cho cái chữ này. Có một cái từ rất là khó đọc đó là chữ own. Nó không phải là own ha. Nó phải là own mà là âm O với âm N kết hợp lại là own. Own. Đó. On her own. On her own. Đó. Own. Own. Đó. O rồi N. Own. On her own. On her own. Được chưa? Rồi. Với cái mức lương của the salary, với cái mức lương của một giáo viên tiểu học ở một cái thị trấn nhỏ ha, thì hiển nhiên là bà ấy không thể afford to buy. Afford to buy thì không có đủ cái khả năng tài chính để gì để có thể mua cho tôi. Afford to buy không thể ha, không thể mua cho tôi as many toys as đó, lại là một lỡ cấu trúc so sánh bằng as many toys as I wanted. Không có mua được cho tôi nhiều đồ chơi như tôi mong muốn. Right. However, tuy nhiên, tôi nói ha, when I turned 10, turned 10, là khi tôi lên 10. Yeah. When I was 10, hoặc là when I turned 10, là khi tôi lên 10. Ha. She bought me a surprise gift, là mua cho tôi một cái món quà bất ngờ. Yeah. A surprise gift, right. A surprise gift, right. For my birthday, cho sinh nhật của tôi, và nó là một cái xe hơi đồ chơi. Rồi, câu tiếp theo. What did it look like? Đó. Nó trông như thế nào? Mình sẽ miêu tả sơ. It was really cool. Nó rất là ngầu, rất là tuyệt ha. It looked like a miniature version of a race car. It came with a remote control and it ran on battery. Right. It looked like a miniature version of. A miniature version of là một cái phiên bản mini ha, của thứ gì đó. Ở đây là a miniature version of a race car, là phiên bản mini của một cái xe hơi. Rồi, lưu ý cái phát âm nha. Miniature. Miniature chứ không phải là miniature ha. Miniature version. A miniature version of a race car. Rồi, it came with là nó đi kèm với. It came with a remote control là một cái đồ điều khiển. And it ran on battery là nó chạy bằng, nó chạy bằng pin ha, ran on battery. Right. Tiếp theo, how did you feel when you got it? Bạn cảm thấy như thế nào khi bạn nhận nó? No words can describe how happy I was at that time. I felt like I was over the moon when I got it. I was so into it that I even took it to my bed and held it in my hands when I was sleeping that night. And the next days, nobody could tear me away from that toy car. Không có từ ngữ nào có thể miêu tả được cái sự hạnh phúc của tôi ở thời điểm đó. How happy I was at that time. I felt like I was over the moon. To be over the moon là một cách diễn tả, một cái idiom để diễn tả là mình rất là vui, là lên mây. To be over the moon như ở trên mây ha. Thì mình có một cái idiom khác nữa là to be on cloud nine. Nhưng mà to be on cloud nine khi bạn đọc nhanh á thì nó hơi khó đọc. Okay, bạn dễ thật on night cloud rồi đó, dễ lộn nữa ha. Thành ra ở đây mình sẽ dùng to be over the moon. Ngoài ra bạn có thể dùng những cái từ đồng nghĩa mà thể hiện cái sắc thái hạnh phúc nhiều hơn, ví dụ như là extremely happy, I'm thrilled, ecstatic. Đó, đó những cái từ thể hiện là vui hay là stoked ha. Ở đây mình dùng over the moon, một cái idiom. Right, I was so into it. Tôi thích nó đến cái độ mà that I even took it to my bed, là đem nó lên giường ha, and held it in my hands, và giữ nó trong tay, when I was sleeping that night, khi mà tôi ngủ ở cái đêm đó. And the next day, là những cái ngày tiếp theo, nobody could tear me away from that toy car. Tear me away from, tear someone away from something, có nghĩa là gì? Không ai có thể tách mình ra khỏi cái đó, không ai có thể dừng mình thích cái việc đó, tức là mình thích cái món đó rất là nhiều đó, nó mà không ai có thể ngăn cản mình chơi nó, là giống như mình dính với nó luôn á, không ai, nobody could tear me away from that toy car. Đây một cái phrasal verb khá là hay ha. Hey, do you still keep it now?
Unfortunately, after a year, it was broken, but I still keep it in my room now as a souvenir. Whenever I look at it, memories come flooding back to me. As a matter of fact, once in a while, when I go out to look for a gift for my nephews, a remote control car is always at the top of my priority list. One day when I have kids, I'll definitely buy them a toy like that. Right. Unfortunately là không may thay, nó giống như là unluckily ha. Unfortunately thì fortunately sẽ là may mắn thay. Unfortunately không may thay là sau một năm it was broken, nó bị hư ha. Nhưng tôi vẫn giữ keep it in my room as a souvenir. Keep something as a souvenir có nghĩa là giữ nó làm kỷ niệm. Từ souvenir nó vừa có nghĩa là món quà lưu niệm nhưng cũng vừa có nghĩa là vật kỷ niệm. Được chưa? Keep something as a souvenir thì tôi vẫn giữ nó như là một cái thứ kỷ niệm. Được chưa? As a souvenir, mình sẽ nói âm lại ha. Keep it in my room now as a souvenir. Right. Whenever I look at it, mỗi khi mà tôi nhìn vào nó, memories come flooding back to me. Come flooding back to me là gì? Kỷ niệm ùa về trong tôi như thác lũ. Nghe rất là văn chương ha. Mỗi khi nhìn nó thì kỷ niệm ùa về trong tôi. Memories come flooding back to me. Đó là một cái từ vựng khá là hay, các bạn có thể học ha. Memories come flooding back to me. As a matter of fact, thực tế thì in fact hoặc là as a matter of fact rất là hay dùng cho bạn nói ha. In fact, as a matter of fact, thực tế thì once in a while hoặc là every once in a while đều được, có nghĩa là sometimes, thỉnh thoảng ha. Every once in a while hoặc là once in a while thì một cái idiom rất là thông dụng để nói về sometimes. Once in a while, mình ráng mình nói âm lại, once in a while. When I go out to look for a gift là khi tôi đi ra ngoài và mua quà cho cháu trai của tôi, nephews ha. Thì a remote control car is always at the top of my priority list. At the top of my priority list nghĩa là gì? Luôn luôn ở đứng đầu ở cái thứ tự danh sách ưu tiên của tôi. Thứ gì đó luôn luôn đứng đầu ở cái danh sách ưu tiên của tôi có nghĩa là gì? Là nó rất là quan trọng, nó là luôn luôn là cái thứ đầu tiên mà mình nghĩ đến. Được chưa? Always at the top of my priority list là thứ ưu tiên hàng đầu của mình. One day when I have kids, I'll definitely buy them a toy like that. Ở đây mình có chữ I'll definitely buy them. Thì về ngữ pháp thì mình đang chuyển từ thì quá khứ sang thì tương lai ha. Đó, thì đa phần cái bài này là nó ở trong quá khứ thì mình sẽ đa dạng thì bằng cách ha, mình chuyển về hiện tại. One day when I have kids, I'll definitely buy them a toy like that. Đó, mình sẽ dùng thêm thì tương lai, nó sẽ đa dạng về cái thì cho mình hơn ha. I'll definitely buy. Chữ I will đọc nhanh trong tiếng Anh là I'll. Được chưa? I'll definitely buy them a toy like that. Ok, đó là toàn bộ cái model answers. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau nhìn lại nó một lần nữa. Đây là toàn bộ cái bài mẫu của mình ha, my model answer cho cái chủ đề này. Và mình sẽ đọc lại một lần nữa cho các bạn chú ý tới cái phát âm được ha. Right. I'm gonna talk about my old remote control car, which was a toy that I really loved when I was a little boy. I remember in my childhood, I didn't have as many toys as other kids in my neighborhood, mainly because my father passed away when I was 5, and my mom had to take care of me and my older brother on her own. With the salary of a primary school teacher in a small town, of course, she couldn't afford to buy me as many toys as I wanted. However, when I turned 10, she bought me a surprise gift for my birthday, and it was a toy car. It was really cool. It looked like a miniature version of a race car. It came with a remote control and it ran on battery. No words can describe how happy I was at that time. I felt like I was over the moon when I got it. I was so into it that I even took it to my bed and held it in my hands when I was sleeping that night. And the next days, nobody could tear me away from that toy car. Unfortunately, after a year, it was broken, but I still keep it in my room now as a souvenir. Whenever I look at it, memories come flooding back to me. As a matter of fact, once in a while when I go out to look for a gift for my nephews, a
remote control car is always at the top of my priority list. One day when I have kids, I'll definitely buy them a toy like that. Okay, đó là toàn bộ cái bài model answer for chủ đề describe a special toy you had in your childhood. Hy vọng là những cái gì mình chia sẻ với các bạn nãy giờ đã giúp ích cho các bạn cho cái chủ đề này, cũng như là cho các bạn thêm ideas, những cái từ vựng bổ ích để các bạn có thể giải quyết cái đề này tốt hơn nếu như mình vô phòng thi mình gặp ha. Alright, that's also the end of today's video. Thank you so much for watching. If you like this video, once again, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel so that you won't miss any of my videos in the future. Also, if you want me to help you with other topics in our speaking part 2, please leave a comment down below and I'll help you out. Thank you so much for watching and I'll see you guys in the next videos.